Jim xin kính chào quý các bạn. Hôm nay xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng đi ngắm cảnh khu vực ở bãi trước thành phố Vũng Tàu quý vị. Buổi sáng hôm nay Jim đang lang thang tại khu vực bãi trước quý vị, ngày 14 tháng 12 năm 2017 quý vị. Hôm nay thì khu vực này thủy triều xuống nên quý vị thấy ở phía dưới có những cái tảng đá quý vị. Đây là lúc mà cái nước thủy triều cạn nên ta thấy cái đáy của khu vực cầu bãi trước luôn quý vị. Dạ, khu vực này thì Jim đi thấy người dân người ta đang đi bắt cái con gọi là con hàu quý vị, con hàu nó bám vào trong đá. Dạ, có những cái dụng cụ xong mà ta đi gỡ trong đá ra hàu con hà, tức là có những cái con nó bám vào trong cái đá. Ở gần bờ khu vực ở bãi biển Vũng Tàu thì có rất là nhiều bác ngư dân đánh bắt mà bằng chỉ cần một cái lưới đây quý vị, là quăng một cái lưới đây là nhìn cái đàn cá đang đi xong mà quăng một cái lưới là có thể bắt được một đàn cá, hay là cá đói, hay là rất là nhanh quý vị. Jim thấy rất là hay.
Dạ, cảm ơn vì rất là nhiều đã cùng Jim ngắm cảnh khu vực ở bãi trước Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn vì rất là nhiều.